Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn hướng dẫn bạn cái cách thiết lập một cái shop cơ bản ở trên Shopee và cái cách đặt tải sản phẩm lên Shopee để chúng ta có thể bắt đầu bán hàng với cái nền tảng này. Thì bạn nào chưa biết cách đăng ký một cái shop ở trên Shopee thì các bạn có thể click vào website cá nhân của tôi, đúng không ạ? Là xuannhat.net. Các bạn có thể tìm kiếm cái video hướng dẫn đăng ký gian hàng trên Shopee để làm dropshipping. Đó. Hoặc là các bạn tìm kiếm trên cái kênh YouTube của tôi là Đào Xuân Nhất, đúng không ạ? Lên YouTube tìm kiếm cái video là hướng dẫn đăng ký gian hàng trên Shopee để làm dropshipping. Đó. Thì các bạn có thể tìm kiếm trên cái kênh YouTube của tôi là Đào Xuân Nhất. Ok, các bạn xem cái video này để có thể biết cách đăng ký một cái gian hàng trên Shopee để các bạn có thể làm kinh doanh hoặc làm dropshipping, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái hình ảnh, đúng không ạ? Những cái hình ảnh và những cái nội dung mô tả cái sản phẩm của chúng ta, bao gồm tên, giá và những cái mô tả thông tin về sản phẩm, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo thì tôi sẽ tiến hành đăng nhập vào tài khoản Shopee của tôi. Rồi, chúng ta truy cập vào đường link là shopee.vn. Ở đây chúng ta sẽ click vào đăng nhập, đúng không ạ? Thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách đăng tải sản phẩm ở trên điện thoại. Và đây là cái cách mà chúng ta sẽ thiết lập shop cũng như là đăng tải sản phẩm ở trên máy tính, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ nhập cái tên đăng nhập ở đây, có thể là email, số điện thoại hoặc là tên đăng nhập, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ đăng nhập bằng tên đăng nhập. Cái tên đăng nhập này tốt nhất là các bạn nên đặt trùng với tên shop của bạn, đúng không ạ? Cố gắng đặt trùng với tên shop của bạn, bởi vì nếu như các bạn không đặt trùng với tên shop thì sau này cái đường dẫn, đúng không ạ? Cái đường dẫn nó sẽ rất là thiếu chuyên nghiệp. Đó. Thì đây cũng là cái phần đường dẫn của tôi luôn, tên người dùng của tôi luôn, shopee.vn/andyshoponline, đúng không ạ? Nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Rồi tôi sẽ tiến hành nhập mật khẩu. Rồi, ok. Như vậy là tôi đã đăng nhập thành công vào cái tài khoản Shopee của tôi rồi. Và ở đây thì bạn nào mà chưa cập nhật những cái thông tin hồ sơ thì các bạn có thể cập nhật những thông tin ở đây, đúng không ạ? Tên shop này. Đó, ảnh đại diện này. Ở đây thì tôi chưa thêm địa chỉ ngân hàng, đúng không ạ? Rồi thêm địa chỉ của bạn. Cái phần địa chỉ này thì tốt nhất là cái kho của bạn ở đâu thì các bạn sẽ điền cái địa chỉ ở đó, đúng không ạ? Để cho những nhà vận chuyển có thể đến đó lấy hàng chúng ta và chuyển hàng cho khách hàng chúng ta nhanh nhất. Đó. Rồi, để có thể thiết lập shop thì các bạn click vào tên người bán. Đây, đầu tiên các bạn click vào hồ sơ shop, đúng không ạ? Đó, cái việc đầu tiên là các bạn cập nhật hình đại diện, hình bìa của shop này. Tiếp đến là các bạn cập nhật lại cái tên shop, đăng tải một số cái hình ảnh lên và viết một vài cái mô tả về shop của các bạn. Đó, đúng không ạ? Ngoài ra thì các bạn có thể thiết lập thêm nữa là cài đặt vận chuyển. Đó, thì các bạn chỉ cần bật lên thôi. Và cái phần này thì chúng ta cần phải cập nhật thêm, đúng không ạ? Sẽ cập nhật thêm ở trong cái phần sản phẩm. Khi mà chúng ta đăng tải sản phẩm thì chúng ta sẽ cập nhật thêm những cái hình thức vận chuyển. Đó. Đấy, thì các bạn cứ bật hết lên. Địa chỉ này. Có thể thêm một vài cái địa chỉ cũng được, đúng không ạ? Rồi, ok. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành đăng tải sản phẩm lên trên cái shop của chúng ta. Rồi, để có thể đăng tải sản phẩm thì chúng ta click vào thêm sản phẩm, đúng không ạ? Để làm cho nhanh thì các bạn nên chuẩn bị tất cả những cái hình ảnh nhé. Những cái hình ảnh và những cái thông tin liên quan thì các bạn tổng hợp lại và các bạn copy nó vào một cái file, đúng không ạ? Một cái folder để chúng ta dễ dàng quản lý và làm cho nó nhanh. Rồi, tên sản phẩm thì tôi sẽ tiến hành
mở cái file mà tôi đã tổng hợp ở đây. Rồi tôi dán vào đây. Ở đây thì tôi sẽ viết lại là em đi shop online, đúng không ạ? Rồi thời trang nữ, túi ví nữ, đúng không ạ? Túi sách nữ, túi sách nữ. Rồi nhấn tiếp theo. Rồi tiến hành copy cái phần mô tả sản phẩm, dán vào đây. À, tối đa là 3.000 ký tự, đúng không ạ? À, thì chúng ta có thể trang trí lại một chút cho nó đẹp. Và chúng ta sẽ tổng hợp những cái sản phẩm cũng như là những cái mô tả ở trên shop của đối thủ hoặc là những cái nhà cung cấp của chúng ta, và chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa lại một chút, đúng không ạ? Cho nó phù hợp với cái shop của chúng ta. Ok, tương đối như vậy đi, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ lựa chọn thương hiệu. Ở đây thì thôi, lựa chọn Low Brand. À, bảo hành 1 tháng đi, đúng không ạ? Để cho khách hàng cảm thấy là yên tâm hơn. Giá ở đây là 199, đúng không ạ? 199.000. Kho hàng thì các bạn có thể lựa chọn là 10 đi. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ thêm hình ảnh sản phẩm vô, ảnh bìa này. Ok, tôi sẽ mở lại cái định dạng file này không đúng, đúng không ạ? Và tôi sẽ tiến hành mở lại trên page, tôi lưu lại cái định dạng khác. À, chúng ta có thể sử dụng pen. Ở đây tôi làm pen cho nó nhanh. Ok. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cái shop của chúng ta. Chúng ta cập nhật hình ảnh lên. Đó, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể thêm được 8 ảnh. Ok. Ở đây thì tôi có thể ghi ở đây là 200g. Không đúng lắm, đúng không? Rồi, kích thước nó phải là 20, 11, 25 mới đúng, đúng không? Rồi, ok. Chúng ta sẽ kéo xuống này. À, chúng ta có thể lựa chọn những cái nhà vận chuyển ở đây. Đó. Chúng ta bật hết lên, đúng không? Cái này thì chúng ta có sẵn thì chúng ta để là không, còn nếu như chúng ta không có sẵn thì chúng ta click vào đồng ý tình trạng mới. Rồi cập nhật xong tất cả những cái thông tin này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành click vào lưu và hiển thị.
Đó, đã đăng tải sản phẩm này không? Rồi, ok. Thì để có thể đăng những cái sản phẩm tiếp theo thì các bạn click vào thêm thôi và làm tương tự, đúng không ạ? Rồi, ok. Chúng ta sẽ quay trở lại nhé. Và để có thể xóa cái sản phẩm này đi thì chúng ta click vào đây và chúng ta xóa thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn ở trên điện thoại, đúng không ạ? Rồi, xin mời bạn vào cái điện thoại của tôi. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách đăng tải sản phẩm lên Shopee ở trên điện thoại. Đầu tiên các bạn cần phải tải ứng dụng này về và tiến hành đăng nhập. Ở đây thì tôi đã tải về và đăng nhập rồi. Tôi sẽ click vào ứng dụng để truy cập vào tài khoản của tôi. Ok, ở giao diện này thì tôi sẽ tiến hành click vào cái phần tôi ở phía góc dưới màn hình này. Rồi tôi click vào shop của tôi. Thì bạn chưa thiết lập những cái thông tin ở shop của bạn thì các bạn cần phải thiết lập đầy đủ ở đây. Hồ sơ của tôi, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, đúng không ạ? Ngôn ngữ vân vân. Sau khi cài đặt xong thì các bạn quay trở lại, đúng không ạ? Quay trở lại và các bạn tiến hành cài đặt cái vận chuyển này. Đó. Các bạn tích vào thôi và các bạn nhấn lưu. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành click vào đăng sản phẩm mới. Ở đây thì các bạn lựa chọn cái phần là hình ảnh. Thì tất cả những cái sản phẩm mà các bạn kinh doanh thì các bạn có thể lưu về cái phần thư viện, đúng không ạ? Rồi ở đây thì tôi lựa chọn một cái hình ảnh bất kỳ đi để demo cho các bạn mà thôi, đúng không ạ? Rồi tôi click vào đồng ý. Rồi ở phần này thì các bạn có thể chỉnh sửa được cái hình ảnh của mình. Và tôi sẽ để mặc định, đúng không ạ? Tôi click vào save. Rồi các bạn có thể thêm rất nhiều hình ở đây. Và cái phần tên sản phẩm nó phải có trên 10 ký tự. Mô tả sản phẩm thì có 100 ký tự, đúng không ạ? Và các bạn cần phải nhập đúng số ký tự ở đây, đúng không ạ? Tên sản phẩm. À, các bạn ghi rõ đây, có thể là mã A1. Rồi, đây tôi sẽ copy cho nhanh. Cái phần mô tả này thì các bạn cần phải mô tả chính xác về sản phẩm, lợi ích của sản phẩm, cũng như là những cái thông tin khác về sản phẩm, đúng không ạ? Nó phải có trên 100 ký tự nhé. Rồi, ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ click vào cái phần danh mục này. Thì là một cái bức tranh, đúng không ạ? Thì tôi sẽ click vào cái phần đó là gì ạ? Nhà cửa và đời sống, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến thì click vào trang trí nhà cửa. Và đây nó là bức tranh thì tôi sẽ click vào khung ảnh và tranh treo tường. Rồi tiếp đến thì chúng ta có thể lựa chọn cái thương hiệu. Ở đây thì tôi click vào Glow Brand. Giá. Ở đây bức tranh này tôi muốn bán là 190.000. Rồi, hiện tại thì tôi có 10 bức tranh thôi. Rồi, cái này thì chúng ta không cần thiết lắm. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ click vào phần cân nặng và chúng ta nhập cân nặng ở đây. Cái bức tranh của tôi nặng khoảng 300g, đúng không ạ? Rồi, xong, ấn lưu. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phần là kích thước đóng gói. Bức tranh của tôi nó có chiều rộng là 40, chiều dài là 60 và cái chiều cao ở đây thì tôi lựa chọn là 7cm đi. Xong và click vào lưu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn cái phí vận chuyển ở đây. Thì tùy thuộc vào cái nhà vận chuyển, đúng không ạ, mà nó sẽ có những cái giá khác nhau. Rồi tôi chỉ cần click vào lưu thôi.
mấy nhà vận chuyển này thì đang tắt. Ok, tôi ấn lưu. Rồi, cái phần này thì chúng ta có thể lựa chọn hoặc là không, đúng không ạ? Các bạn đọc kỹ ở đây. Tức là chúng ta không có sẵn hàng thì chúng ta click vào đây, đúng không ạ? Chúng ta click vào đây, chúng ta lựa chọn cái số ngày đó, để chúng ta có thể giao đến cái đơn vị vận chuyển, đúng không ạ? Bạn cần giao hàng cho đơn vị vận chuyển trong vòng 2 ngày, không bao gồm ngày lễ Tết và những ngày đơn vị vận chuyển không làm việc. Nếu hàng không có sẵn, bạn cần hơn 7 ngày để giao hàng thì bật chức năng đặt hàng trước, đúng không ạ? Ở đây thì tôi có sẵn. Rồi, click vào hiển thị sản phẩm và các bạn nhập đầy đủ những cái thông tin này cho nó chính xác, đúng không ạ? Nhập đầy đủ rồi, các bạn click qua hoàn thành. Rồi, đóng. Như vậy là chúng ta đã có sản phẩm cập nhật ở đây rồi. Đó. Mà làm thế nào để chúng ta có thể xóa cái sản phẩm này đi? Nếu như chúng ta không muốn kinh doanh nữa hay là vì một lý do nào đó chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta sẽ ok, thì chúng ta sẽ tiến hành click vào xem tất cả sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà chúng ta muốn xóa. Ở đây thì có một sản phẩm thôi, thì tôi sẽ click trực tiếp vào cái sản phẩm này. Rồi tiếp đến ở cái phần ba dấu chấm ở phía góc trên màn hình này thì tôi sẽ click vào và tôi lựa chọn là chỉnh sửa, đúng không ạ? Sửa sản phẩm. Rồi chúng ta kéo xuống. Ở đây có cái nút là xóa sản phẩm thì chúng ta click vào xóa thôi, xóa sản phẩm đi. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Chúng ta tải lại này. Đó, thì sản phẩm nó không còn nữa. Đó là cái cách mà chúng ta có thể đăng tải sản phẩm lên Shopee ở trên điện thoại cũng như là xóá sản phẩm đi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn, chúc bạn thành công.